Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review sữa hạt đậu nành vàng thuần ít ngọt Nam Yang GT giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Thông tin sản phẩm sữa hạt đậu nành vàng thuần ít ngọt Nam Yang GT nội địa Hàn Quốc một thùng 16 hộp 190ml. Sữa hạt nội địa Hàn Quốc Nam Yang GT là thương hiệu thuộc tập đoàn bơ sữa số 1 Hàn Quốc Nam Yang Dairy Product Co. LTD, sản phẩm được người Hàn tin dùng và đánh giá cao về chất lượng. Sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi. Thơm ngon, sánh mịn và rất dễ uống. Quy cách và dung tích một sách gồm 16 hộp, dung tích mỗi hộp là 190ml xuất xứ, Hàn Quốc được sản xuất bởi tập đoàn bơ sữa Nam Yang Hàn Quốc hạn sử dụng. 8 tháng kể từ ngày sản xuất điểm nổi bật sữa hạt Nam Yang GT, sữa hạt Nam Yang GT không chứa chất phụ gia nhân tạo. Không chứa chất khử bọt sản xuất trên dây truyền độc quyền và đã được cấp bằng sáng chế tại Hàn Quốc. Công nghệ GT tạo ra sản phẩm thơm ngon, sánh mịn, tách bỏ tối đa bám tăng độ đậm đặc. Giữ chọn dinh dưỡng và hương vị thuần khiết của các loại hạt sử dụng nguồn nguyên liệu an toàn các loại hạt không biến đổi gen không gây dậy thì sớm ở trẻ nhỏ các thực phẩm họ đậu tốt cho nam giới bởi chúng rồi rào đảm kẽm sắt lysine các chất này đã được khẳng định rất rõ về vai trò của nó với sinh lý nam công dụng sữa hạt nam yang ti, giảm cholesterol chống lão hóa tăng cường sức đề kháng tăng cường sức khỏe não bộ cải thiện làn da và giữ gìn vóc dáng phòng ngừa các bệnh ung thư Huyết áp tim mạch ngăn ngừa rồi loạn chuyển hóa, phòng ngừa loãng xương, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết